Dạ rồi, xin thân ái kính chào của cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước ạ. À. Rồi hôm nay thì kênh Mai Vàng Bến Tre tiếp tục ghé vườn của bạn Nam ha, để bạn Nam giới thiệu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ha. À, ghép gốc nhớt quán rễ nè cô chú anh chị ha, khủ đế quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó liền cốt ha, nuôi 7 mùa nha cô chú anh chị, 7 đến 8 mùa cô chú anh chị ha. Đó thì kính mong của cô chú anh chị gần xa yêu thương và ủng hộ cho bạn Nam cũng như là kênh ạ. Rồi, không làm mất thời gian của cô chú anh chị gần xa mình nữa, mình vào gặp luôn bạn Nam ha, để bạn Nam giới thiệu và giao lưu nha cô chú anh chị. Dạ rồi bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Lô mai dảo ha, ghép gốc nhớt liền cốt nha cô chú anh chị. Dạ rồi. À, hôm nay mình giao lưu là mã gì bạn ha? Rồi mã đầu tiên là mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 cô chú anh chị ha. Rồi củ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị, củ này bự quá trời nè. Rồi thông số luôn nha bạn. Giờ hình thân là được được 10 nha. Rồi. Hình củ đế là được 24. Ngủ thì ngon lành nha, ngày này già mùa của chú anh chị ha. Chiều cao là được 88. Rồi. Tán ngang là được 83. Rồi. Rồi cây đầu tiên mã số 1 này một cây dấu hơn của chú anh chị. Rồi dấu hơn mình giao luôn nha bạn. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi 1.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1. Rồi mã số 1. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 2 cũng là một cây giáo thơm luôn nha cô chú anh chị. Rồi giáo thơm nha cô chú anh chị, nốt nụ quá trời luôn nè cô chú anh chị. Củ quá trời cái củ luôn cô chú anh chị ơi. Nhưng cái này nó nằm dưới mình đôn lên nữa là còn giữ dằn cái củ nữa nha cô chú anh chị nha. Cái gốc nó thì bự hơn tay cá rất là nhiều nha cô chú anh chị nè. Bự hơn rất là nhiều. Rồi, cho xin thông số luôn nha bạn. Giờ bình thân của cây là được 11 nha cô chú anh chị. Rồi. Cái mình củ đặt ở dưới ha là được 27. Rồi, quanh là 27. Rồi. Thì ngon nha. Chiều cao của cây là được 90. Tán ngang là 70. Rồi. Cái này giao lưu với cô chú anh chị giá là 1.200.000 nha. Rồi 1.200.000 nha cô chú anh chị, mã số 2 cô chú anh chị ha. Rồi mã số 2. Rồi mình đổi cây nha bạn. Rồi tiếp theo mã số 3. Rồi tiếp theo số 3 cũng là một cây dấu thơm luôn nha cô chú anh chị. Nụ quá trời nụ luôn cô chú anh chị ha. Nụ là ngon lành luôn cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái củ quá trời, cái củ ở dưới luôn cô chú anh chị ơi. Cái củ này mê quá. Những cây này á mình mua về á cô chú anh chị, thứ nhất mình chơi tết xong ha, thứ hai mình về mình đắp cái mô mình trồng cô chú anh chị ha. À, sau này ha à, có thể là 5 đến 7 năm sau ha, những cây này giá trị nó sẽ đôn lên gấp 10 lần nha cô chú anh chị nha. Rồi hoành thân của cây là được 11 ha. Rồi. Hình củ đế là được 23. Rồi. Cái giá trị của nó sẽ đôn lên rất là cao nha cô chú anh chị. Chiều cao là 76. Rồi. Tán ngang là 68. Rồi. Rồi cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 1.500.000 cho cô chú anh chị. Rồi 1.500.000 mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi, rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 4 cũng là một cây dấu thơm luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi bình thân của cây là được 10. Bình thân là 10. Hình củ đế là được 21. Củ đế cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 80. Rồi. Tán ngang 69. Rồi. Giờ cây này cũng xin giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.200.000 ha. Rồi 1.200.000 số 4 của chú anh chị. Mã số 4. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 5 cũng là một cây dấu hôm luôn nha cô chú anh chị. Trời cái củ này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đây nè. Đó. Rồi. Quá đẹp. Rồi. Cho xin thăm số nha bạn. Rồi hoành thân của cây là được 12. Rồi. Hình củ đế là được 25. Nụ nè cô chú anh chị. Chiều cao 93. Tán ngang 77. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị giá 1.500.000 cho cô chú anh chị. Rồi 1.500.000 nha cô chú anh chị. Cây mã số 5. Rồi. Rồi mã số 5 này cũng là một cây cuối lép của nhân cô chú anh chị.
Em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã đón xem hết clip ha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Rồi. Thì em cũng thay mặt cho kênh Mẹ Và Bánh Trai cũng như là bạn Nam gửi lời chúc sức khỏe tới quý cô chú anh chị, kính chúc quý cô chú anh chị mình ha có một năm an khang thịnh vượng ha, vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ. Rồi và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip tiếp theo ạ. Em sẽ tiếp tục giới thiệu những vườn mai ha giá rẻ và đẹp cho cô chú anh chị mình, để cô chú anh chị mình ha có thể giao lưu được những cây mai đẹp giá rẻ thành phẩm để chơi Tết nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ.